Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp bản tánh đều không, trong bản tánh không đều không sai khác, thì các đại Bồ Tát trụ vào chỗ nào để hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phát thệ nguyện như vậy: ta phải chứng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rộng lớn, vận chuyển pháp luân vi diệu độ thát các hữu tình. Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rộng lớn sâu xa, hành tướng không hai, chẳng phải hành tướng nhưng có thể chứng được. Như vậy các đại Bồ Tát làm sao có thể đạt được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Cúi xin Như Lai thương xót dạy cho. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rộng lớn sâu xa, hành tướng không hai, chẳng phải hành tướng nhưng có thể chứng được. Vì sao? Vì Bồ Đề không hai, cũng không phân biệt. Nếu người nào ở nơi Bồ Đề này hành hai tướng có phân biệt thì chắc chắn không thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rộng lớn. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát chẳng ở nơi Bồ Đề hành tướng không hai, cũng chẳng phân biệt, nên không chỗ trụ đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Các đại Bồ Tát đối trong các pháp chẳng hành hai tướng, cũng chẳng phân biệt, không nên chỗ hành, tức đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rộng lớn. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng phải hành hai tướng mà có thể chứng được. Bồ Đề của các đại Bồ Tát hoàn toàn không hành xứ, nghĩa là không hành sắc thọ tưởng hành thức, không hành nhãn xứ cho đến ý xứ, không hành sắc xứ cho đến pháp xứ, không hành nhãn giới cho đến ý giới, không hành sắc giới cho đến pháp giới, không hành nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không hành nhãn xúc cho đến ý xúc, không hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, không hành địa giới cho đến thức giới, không hành nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không hành các pháp theo duyên sinh ra, không hành vô minh cho đến lão tử, không hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, không hành pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, không hành thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, không hành tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không hành pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, không hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hành mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không hành đại từ đại bi đại hỷ đại xả, không hành 32 tướng 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, không hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, không hành quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, không hành hạnh của đại Bồ Tát, không hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Vì sao? Vì Bồ Đề của các đại Bồ Tát không duyên nơi danh tướng âm thanh chấp ngã ngã sở, nghĩa là Bồ Đề kia không suy nghĩ như vậy: ta hành nơi sắc thọ tưởng hành thức cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này thiện hiện, Bồ Đề của các đại Bồ Tát chẳng chấp lấy nên hành, chẳng bỏ nên hành, đối với tất cả pháp không có sự phân biệt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Đề của đại Bồ Tát chẳng chấp lấy nên hành, chẳng bỏ nên hành, đối với tất cả pháp không còn phân biệt, thì Bồ Đề của các đại Bồ Tát phải hành chỗ nào? Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Bồ Đề của hóa thân chư Phật nên hành chỗ nào? Để lấy nên hành, để bỏ nên hành? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không phải vậy, bởi vì hóa thân chư Phật thật vô sở hữu, làm sao nói được có Bồ Đề hành nơi chỗ nào, hoặc lấy hoặc bỏ? Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Bồ Đề trong mộng các A-la-hán nên hành chỗ nào? Để lấy chỗ nào nên hành, để bỏ chỗ nào nên hành? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không phải vậy, bởi vì các bậc A-la-hán đã đoạn tận phiền não hôn trầm tùy miên, triền cái, tất cả đều chấm dứt hoàn toàn không mộng, thế thì làm sao mà có Bồ Đề trong mộng hành nơi chỗ nào, hoặc lấy hoặc bỏ? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng lại như vậy.
chẳng lấy nên hành, nên bỏ, nên hành, đều không chỗ hành vì đạt được tất cả pháp bản tánh không. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có bồ đề chẳng lấy nên hành, chẳng bỏ nên hành, đều không chỗ hành, nghĩa là không hành sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến không hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng lại không hành trí nhất thiết trí, cũng không có chúng đại bồ tát, không hành mười địa, không hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, không hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không hành mười sáu không, không hành tịnh lự đẳng trì đẳng trí cho đến chẳng hành mười lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp phật bất cộng, không hành đại từ đại bi đại hỷ đại xả, nói rộng cho đến tám mươi vẻ đẹp và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, không trụ vào thần thông thù thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mà có thể chứng được trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, bồ đề của các đại Bồ Tát tuy không có chỗ hành, nhưng chúng đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình, nên chủ yếu hành mười địa và hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Nói rộng cho đến phải trụ vào thần thông thù thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mới có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, bồ đề của các đại Bồ Tát nếu không chỗ hành thì không có đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình, nên chẳng trụ vào mười địa tu hành lâu dài viên mãn, chẳng trụ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tu hành lâu dài viên mãn, nói rộng cho đến chẳng trụ thần thông thủ thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu hành lâu dài viên mãn để có thể viên mãn được trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, bồ đề của các đại Bồ Tát tuy không chỗ hành mà chứng, nhưng các đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình, nên chủ yếu trụ mười địa tu hành lâu dài viên mãn, trụ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tu hành lâu dài viên mãn, nói rộng cho đến cần trụ thần thông thù thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu hành lâu dài viên mãn cho đến có thể chứng được trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, nếu các vị đại Bồ Tát tu các căn lành chưa được viên mãn, thì nhất định không đạt được trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào muốn chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên trụ sắc bản tánh không, nên trụ thọ tưởng hành thức bản tánh không, nói rộng cho đến, nên trụ hạnh của đại Bồ Tát bản tánh không, nên trụ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bản tánh không, nên trụ tất cả pháp bản tánh không, nên trụ tất cả hữu tình bản tánh không, tu hành mười địa cho được viên mãn, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cho được viên mãn, nói rộng cho đến tu hành thần thông thù thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật được viên mãn rồi, mới chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, các pháp này lý bản tánh không, và các hữu tình lý bản tánh không cực kỳ tịch tĩnh, không có chút pháp nào là có tăng hay giảm, sanh hay diệt, thường hay đoạn, nhiễm hay tịnh, đắc quả hay hiện quán. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nương vào thế tục nói tu bát nhã ba la mật đa như thật biết rõ bản tánh không rồi, mới chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không nương vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong thắng nghĩa đế không có sắc, cũng không có thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến không có các hạnh của đại Bồ Tát, cũng không có quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thể đắc. Không có người hành hạnh đại Bồ Tát, cũng không có người chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Thiện hiện nên biết, các pháp và các hữu tình như vậy đều nương vào lời nói thế tục lập ra, không nương vào thắng nghĩa. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa từ lúc mới phát tâm tuy rất rõ mãnh vì các hữu tình mà hành bồ đề hạnh, nhưng đối với tâm này đều vô sở đắc, đối với các hữu tình cũng vô sở đắc, đối với đại bồ đề cũng vô sở đắc, đối với Phật Bồ Tát cũng vô sở đắc, vì tất cả pháp, tất cả hữu tình bản tánh không bất khả đắc. Bây giờ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều vô sở hữu,
đều bản tánh không, vô sở đắc, thì Đại Bồ Tát làm sao hành hạnh Bồ Đà, làm sao có thể chứng được vô thượng Bồ Đà? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào? Ở giai đoạn trước đây ông nương vào cảnh giới đoạn, để trừ thân kiến vân vân, các phiền não kiết sử, để chứng được các căn vô lậu, trụ định vô gián, chứng quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn cho đến quả A-la-hán. Trong thời gian ấy, ông thấy có mộng hoặc tâm hoặc đạo, hoặc các đạo quả có thể đắc không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn không có. Phật dạy, này thiện hiện, nếu ông lúc ấy đều vô sở đắc thì làm sao nói có quả A-la-hán? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nương vào thế tục mà nói, chẳng nương vào thắng nghĩa. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Các đại Bồ Tát cũng là như vậy. Nương vào thế tục nói hành Bồ Đề được đại Bồ Đề, chẳng nương vào thắng nghĩa. Thiện hiện nên biết nương vào thế tục đặt ra có sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến nương vào thế tục đặt ra hành đại Bồ Tát lập bày quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhưng vào thế tục đặt ra có hữu tình Bồ Tát chư Phật, chẳng nương vào thắng nghĩa. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát không thấy có pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề có tăng, có giảm, có ích, có tổn, vì tất cả pháp bản tánh không. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát quán bản tánh không của tất cả pháp còn không thể được, huống là nơi mới phát tâm mà được. Phát tâm đầu tiên còn không được, huống là tu sơ địa cho đến thập địa, bố thí, vân vân, 6 pháp ba la mật đa, 37 pháp phần bồ đề, 3 pháp môn giải thoát cho đến vô lượng vô biên Phật pháp mà có thể được. Nếu có thể được thì chắc chắn không có sự việc ấy. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo hành hạnh Bồ Tát chứng đại Bồ Đề, độ chúng hữu tình thường không gián đoạn. Bấy giờ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát tùy xứng năng tinh tấn tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám trì thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành nội lực như lai cho đến 18 pháp phật bất cộng, tu hành đại từ đại bi đại hỷ đại xả, tu hành 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hành hạnh đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Nếu tu đạo bồ đề chưa viên mãn, không thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì bồ tát đại bồ tát làm sao tu đạo bồ đề để có thể chứng đắc viên mãn quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Phật dạy, này thiện hiện, đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo, do oai lực của phương tiện thiện xảo này, nên khi tu hành bố thí ba la mật đa, không thấy bố thí, không thấy người bố thí, không thấy người nhận ký, không thấy việc làm, cũng không xa lìa các pháp như vậy, mà hành bố thí ba la mật đa. Đại bồ tát này khi bố thí như vậy thì có thể viên mãn tu đạo bồ đề, mau được thành tựu.